em, chào mừng em quay trở lại với Tokyo Camera. Và tiếp tục series Tokyo Tech and Tips thì mình sẽ quay trở lại với một vài chia sẻ lưu ý cho anh em về chiếc kính này DJI FPV Goggle. Điều đầu tiên là về tên gọi của nó. Chiếc kính này nó có tên là Goggle chứ không phải Google nhá. Tiếng Anh nó có nghĩa là mắt cười. Thì mình thấy là nó cũng khá là buồn cười khi mà đeo vào mắt. Nó là mình tưởng tượng đến cái siêu nhân kiến ngày xưa ấy. Cảm bách lại tuổi thơ tí nhá. Đi vào lưu ý đầu tiên thì mình muốn nói cho anh em đó là về chiếc sạc này. Khi mà anh em kết nối ở đây ấy, cái gì cũng thế thôi, rút ra cắm vào nhiều kiểu gì nó chả lỏng đúng không anh em. Thì đây, cách khắc phục khi mà nó lỏng ấy, đó là anh em có thể cắm ngược lại, rồi nối dây theo cái đường này, quấn xuống đây, giữ cho anh em rất là chắc chắn đúng không nào. Và nếu như anh em muốn cố định cái dây này ấy, thì anh em có thể mua cái dây rút như thế này ở trên Shopee hoặc là ở những cái shop mà bán đồ linh kiện điện tử, rất là rẻ thôi. Và mình cũng đã tham khảo được một vài cách khác để cố định chiếc dây này ở trên cộng đồng DJI ở nước ngoài, anh em có thể xem nhé. Với những em nào mà người chơi hệ lười ấy, mà anh em không muốn cắt cái dây đi hoặc là muốn cố định cái dây này ở đây luôn ấy, để mà đỡ quên mà đúng không anh em, thì anh em đây quấn vào như này rồi cất vào hộp vậy thôi, xong rồi. Đã có một vài anh em hỏi mình rằng anh ơi, khi mà cận ý mình có thể sử dụng cái kính này được không. Đây mình thử luôn anh em nhé, khi mà mình đeo kính vào ấy không thể nào mà đeo nổi cái kính này luôn, mà kể cả anh em có nhét được mắt vào ấy thì cũng rất là đau mắt, nên là không nên làm như thế nhá. Cách khắc phục ra sao thì mình đã có tìm hiểu, đó là anh em sẽ sử dụng chiếc len ngoài. Thì ở trên thị trường một cặp len bây giờ có giá khoảng từ 40 đến 50 nghìn, cũng không quá đắt đúng không anh em. Hoặc là nếu như anh em nào mà không sử dụng quen cái len đấy ấy, giống như mình đeo khoảng 15-20 phút thôi cực kỳ khó chịu mắt. Thì anh em đây có thể thấy ở bên ngoài này chúng ta thấy một cái đường viền, thì nhà sản xuất ấy đã để cho anh em cái đường viền này để có thể kết nối với những thiết bị bên ngoài. Một số hãng bên ngoài đã làm một chiếc kính mắt, đó là để lắp vào đây. Cái kính mắt đó nó có tác dụng là làm một cái len phụ trợ cho anh em, khi anh em đeo vào thì anh em có thể nhìn thấy như là bình thường. Một lưu ý cuối cùng đó là việc bảo quản chiếc DJI FPV Goggle này. Thì một số anh em khi sử dụng xong rất hay để như này, hoặc để úp xuống mặt bàn để cái kính mắt này ngửa lên. Thực sự anh em phải lưu ý điều này cho mình, bởi vì là khi ánh sáng mặt trời tiếp xúc trực tiếp với kính mắt này ấy, nó sẽ xảy ra một cái hiện tượng đó là hỏng sensor bên trong. Khi mà hỏng cái cảm biến bên trong rồi ấy, thì anh em sẽ không thể theo dõi được cái drone của chúng ta quay cái gì nữa. Thì thôi, coi như toi luôn một cái kính nghìn đô đúng không nào. Và cách khắc phục ra sao thì ở bên ngoài thị trường nó cũng có bán một cái miếng, đó là cái miếng tre ở đây. Kích thước thì nó cũng khoảng từ 10 đến 12cm thôi. Và một lưu ý nhỏ nhỏ nữa, đó là khi anh em sử dụng xong ấy thì anh em nên tháo hết cái anten ở đây ra nhá. Tháo hết ra, cất nó đi, đừng để nó gãy hoặc là mất. Vừa rồi là một video ngắn để mình có thể chia sẻ với anh em một số lưu ý khi mà chúng ta sử dụng chiếc kính nghìn đô FPV DJI Goggle này. Mong là nó sẽ có ích cho anh em nhé. Còn nếu như anh em muốn sở hữu combo DJI FPV thì mình sẽ để link ở phía bên dưới phần mô tả cho anh em tham khảo. Cảm ơn anh em đã xem hết video, nhớ like và subscribe cho channel của Tokyo Camera nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.